Hello, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tự xây dựng một cái captcha. Rồi thì cái captcha của mình nó đơn giản thôi, chúng ta cũng sẽ chỉ có bốn ký tự. Đó thì ở đây thì mình có đã chuẩn bị một vài những cái dữ liệu cần thiết rồi. Thứ nhất là mình sẽ phải có một cái ảnh nền. Đây, chúng ta sẽ, cái này tôi tạo ở trên Google rồi. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ phải chuẩn bị một cái phông. Chúng ta có bốn ký tự thì mỗi một ký tự là một phông khác nhau. Đó thì tạm thời là như thế. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái kỹ thuật nữa, cái này là trong PHP. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật là mình add text vào ảnh. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì cái này nó khá là đơn giản thôi. Cái này chính là sử dụng cái thư viện GD ấy. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có phải tạo ra một cái, đó là tạo ra một folder là image. Mình sẽ cần phải đưa cái file captcha.jpg vào trong này. Đó. Tiếp theo mình sẽ phải có một thư mục phông để mình chứa tất cả các cái phông. Rồi thì cái thư mục phông ở đây thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 4 phông rồi. Cái phông này cũng là phông đơn giản thôi, mình đào ở trên Google phông ấy. Đó. Vậy ở đây mình có 4 phông nhé. Mình có một cái. Rồi, ở tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái file PHP là captcha.php này. Nhớ. Rồi. Bắt đầu chúng ta khai báo một cái path nhé. Path này sẽ là image này, captcha.jpg. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một vài những cái ví dụ ban đầu chúng ta sẽ phải cần set cái content type, tại vì cái ảnh này là JPEG mà mình sẽ khác, nếu mà PNG các bạn xét lại là được. Rồi ở đây mình có một chúng ta sẽ phải khởi tạo cái object. Đó, ở đây mình sẽ đưa vào nó là path, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là mình sẽ tạm thời mình comment là cái header này lại nhé, sau đó mình va đăm cái JPEG image này. Đó. Đó, các bạn sẽ trả thấy nó trả về một cái result. Ok, thì tạm thời là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến là một số thành phần nhé. Mình sẽ mở header ra này. Ở đây thì chúng ta có một vài liên quan đến cái phông. Cái phần này thì lát nữa mình sẽ xử lý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ hiển thị cái này ra trình duyệt đã, và chúng ta sẽ giải phóng bộ nhớ. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử chạy này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái ảnh ở đây rồi đúng không? Việc của chúng ta đó mình sẽ add text ở đây. Rồi cái việc add text vào thì nó khá là đơn giản thôi. Chúng ta có sẵn hàm rồi. Thì trước trước tiên là mình sẽ test trước nhé. Mình sẽ test thử cái việc add text vào đã. Thì ở đây mình sẽ có mấy cái cần khai báo này. Thứ nhất đó là màu sắc nhé. Đây là màu này. Color text đúng không? Color này. Đó, và ở đằng sau này mình dùng sử dụng RGB thôi. RGB thì mà các bạn có thể sử dụng bất kỳ một color picker nào. Xong mình lên đây mình set ví dụ nhé. Mình lấy màu xanh đi. Đó thì các bạn sẽ thay RGB đây. 0025 đúng không? Đơn giản thôi. Thì chỗ này mình thay là 0. 0. 255 ok. Đó, thì ví dụ như cái này là text color đi. Chưa? Tiếp theo này. Chúng ta sẽ cần phải xử lý liên quan đến vấn đó là vấn đề là phông. Rồi ở đây mình sẽ thêm một cái là phông đi. Ở đây mình là phông path đúng không? Chúng ta tạm thời chúng ta để lấy chúng ta lấy bừa một cái phông đã. Ví dụ mình lấy cái này đi. Đó. Rồi ở đây thì tiếp theo là mình sẽ đến cái đoạn text phông 4 của mình. Đây, giả sử mình có một cái đoạn text như này nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái hàm này để mình add cái text vào. Ok thì
Cái này là phông chữ nhé. Cái tham số thứ hai là các bạn muốn tìm hiểu cái hàm này thì có thể là lên pt.net hoặc là về các bạn school mình sẽ tìm hiểu. Ở đây thì nó có cái thông tin chi tiết về cái hàm này đó, các bạn sẽ có thể đọc ở đây. Cái này là phông chữ này, cái này là giống như kiểu là cái vị trí nó bắt đầu ở chỗ nào, góc góc bao nhiêu độ. Rồi ví dụ cái này mình sẽ tạm thời mình để cái này là 50 đi. Cái này tạm thời mình có để là 50 này. Cái này là hai tọa độ là xy thôi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ liên quan đến việc là text color đúng không? Và chúng ta có phông. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ nào đây. Rồi bây giờ giả sử bây giờ mình muốn thay đổi cái chữ này đi, chúng ta có thể sử dụng một cái hàm UDI như thế này. Đây. UDQID đúng không? Đó, các bạn thấy chữ nó thay đổi liên tục rồi đúng không? Rồi. Đấy là về cái logic của mình là như thế nhé. Rồi bây giờ bây giờ mình làm captcha thì nó sẽ phải hơi phức tạp một chút. Thì ở đây mình sẽ làm như sau này. Tạm thời mình sẽ đóng cái này lại này. Cũng đóng mấy cái dưới này lại. Mình sẽ xử lý cái mảng captcha trước. Rồi, ở đây nhé. Chúng ta sẽ có một cái là captcha bằng cái này. Bây giờ mình echo ra này. Đó, chúng ta sẽ thấy nó ra một chuỗi như này đúng không? Bây giờ mình sẽ cắt từ đuôi trở ngược lại. Nó sử dụng hàm đó là captcha bằng sub str nhé. Chúng ta sẽ là captcha này. Chỗ này mình để là trừ 4. Đó. Đúng không? Chúng ta thấy nó cắt bốn cái, mỗi một lần loát thì nó sẽ sinh ra một cái chuỗi khác nhau. Chúng ta sẽ làm thêm một việc nữa là sẽ bằng str to upper nhá. Rồi, captcha này. Rồi. Ok, thì sau khi mình đã có được một cái chuỗi như này rồi, chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái việc, đó là mình có thể mình tách từng ký tự ra. Thì hiện tại chúng ta đang để là 4 đúng không? Chúng ta tách tách từng ký tự ra. Thì mình sẽ tách như sau nhé. Chúng ta có thể sử dụng một cái đó là captcha array. Bằng explode. Chúng ta sẽ tách như này ra. Mình thử print nhé. Rồi. Ok, thì trong trong cái trường hợp này mình tách đây, cái này thì mình tách, có thể là mình sẽ đổi ra một cách khác đi. Mình sẽ không dùng explode nữa. Cái này chúng ta cắt cắt từng từng ký tự ra cũng cũng được, bởi vì hiện tại chúng ta đang fix là bốn bốn ký tự mà. Thì mình đây, cái này mình nhận chắc là lên đây mình xem. À, bởi vì cái chuỗi thì nó là một mảng ký tự rồi, thì ở đây mình có thể mình đọc vào từ 0 1 2 3 4 ra là được. Ví dụ 0 nhé. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ lấy ra được 4 ký tự đúng không? Rồi thì sau khi mình đã có 4 cái rồi thì chúng ta sẽ thực hiện việc tiếp theo này. Đó là mình sẽ phải random cái phông này nữa. Thì ở đây mình sẽ phải tương ứng là mỗi một ký tự thì nó sẽ gắn với một phông khác nhau. Thì ở đây mình sẽ thay đổi lại này, đó là cái này mình sẽ là phông array. Đó. Ở đây thì đơn giản mình đưa tên phông vào thôi. Rồi. Đó, xong là tiếp này. Tiếp theo này.
Ở đây chúng ta thêm này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái nó là ví dụ mình gắn một cái là key phông đi. Sẽ bằng. Chúng ta dùng một hàm là array len. Và chúng ta sẽ đưa vào đây nó phông vào đây. Một. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ echo cái key này ra. Đó. Bạn sẽ lấy ra được cái key của cái mảng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đưa phông vào đây vào. Rồi. Như này đi. Đó, chúng ta sẽ lấy ra là cái random cái tên phông rồi đúng không? Rồi, sau sau khi mà mình ta lấy được random tên phông rồi thì chúng ta sẽ tương ứng với từng cái đây mình sẽ thực hiện việc là mình sẽ tương ứng với từng cái captcha này, có nghĩa là với mỗi một cái với mỗi một ký tự thì mình sẽ tương ứng với một cái phông khác nhau. Rồi thì ở đây mình có thể là mình sẽ làm như sau nhé. Đây, ví dụ là chúng ta sẽ cái này thì chắc là mình sẽ tạo ra một cái mảng riêng đi. Là mỗi một cái lần load này, mỗi lần load thì nó sẽ in ra là một cái key khác nhau. Đây cái này mình thử nhé. Key phông. Đó, bây giờ mình sẽ đưa là captcha vào đây. Rồi. Ok, đấy là về xong cái phông nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhé. Mình thứ thứ nhất là mình sẽ thử cái trường hợp đó đã. Đầu tiên này. Cái color tạm thời mình cứ để như vậy đã, xong là mình thay đổi cái màu sau. Rồi ở đây cái bây giờ liên quan đến cái phông path này. Bây giờ mình sẽ gán một cái phông path. Ừ, thôi cái trường hợp này mình sẽ đưa luôn phông ở đây đi. Rồi, như này. Rồi và chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo đó là giả sử chúng ta sẽ đưa cái captcha đầu tiên vào đã nhé. Captcha đây chỗ này captcha không nhé, cái đầu tiên trước và chúng ta sẽ đưa vào đây đó là phông array và chúng ta sẽ mở ngoặc ra và cái này chúng ta sẽ là key phông. Rồi bây giờ mình chạy thử nhé và cái này mình sẽ phải mở mở lại này. Đó rồi các bạn sẽ mỗi lần load thì nó sẽ ra một cái phông khác nhau nhá. Mình có thể là mình sẽ thêm một trường hợp liên quan đến màu sắc nữa. Đây, ví dụ như là color thì mình sẽ thêm một cái nữa đi. Color ở đây đúng không? Rồi. Ở đây thì mình sẽ đưa vào các cái giá trị màu xanh rồi đúng không? Mình sẽ thử thêm một số này, thêm màu này đi. Nhân bản này đây. Nhân thêm cái nữa. Để khoảng 3 màu thôi. Đó. Và đây mình sẽ thêm một cái là key color. Sẽ bằng. Đây, mình dùng làm array len. Chúng ta đưa vào đây nó là color ở đây là một, tạm thời mình bỏ cái này đi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây đó là color ở đây là key, đó chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái thì nó sẽ ra một cái khác nhau rồi đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ nhân bản cái
này lên. Rồi ví dụ như là cái x này, ví dụ mình có thể mình để nó là 60 chẳng hạn đúng không? Này là một đi. Đó thì cái chữ hiện tại là nó đang vẫn giống nhau. Cái này mình để là 70. 8. Mỗi cái nó cách nhau là 30. Đó, thì mình sẽ thấy là nó vẫn giống nhau. Cái đấy lát nữa mình sẽ xử lý sau nhé. Mình sẽ nhân cho nó đủ 4 cái đây đã. 8, 8, 3, 110 đúng không? 140. Đây là 2 này, 3 đúng không? Đó. Bạn sẽ thấy được là nó ra như mong muốn của mình rồi. Mình có thể mình điều chỉnh lại cái góc ở đây một chút này. 5 đi. Đó, 10 đi. 20. 30 kiểu như vậy. Đó, thì mình sẽ thấy là nó xiên xẹo rồi đúng không? Dụ như là cái này để 50 đi. Cái này để là 10. 15. Này để 50. Đó. Cái những cái số này mình cũng có thể mình undo nhé. Đó thì bây giờ mình tăng cái phông lên một chút này. 35 đi. Nhá. Đó. Đó. Cách chắc là mình nên cách ra một chút. 90. Vẫn chưa hợp lý lắm. 60 đi. Chắc là mình giảm cái này xuống 30 nhé. Đó. Rồi, sau khi mình ra được mấy cái như này rồi, chúng ta sẽ phải thay đổi lại, tức là mỗi một cái là một đây cho một chút. Nó đang bị cùng phông với lại là cùng màu luôn. Thì mình có thể là mình sẽ thêm một vài cái trường hợp cho nó khác đi. Thế nhá. Ở trong cái trường hợp đầu tiên này, mình sẽ để là 1 2 4 đi. 2 3 4 nhé. Đó. Key phông này cũng vậy luôn. 2 3 4 đúng không? 1 này. 2 này, 3 4 này. 1 2 này, 3 4 này. Rồi bây giờ mình thử nhé. Đó, các bạn sẽ thấy là nó nhảy rất là lung tung rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy một điều nữa của cái này, đó là cái phần góc xiên xẹo này nhé, nó đang cũng theo nó bị đúng theo thứ tự mất rồi. Cho nên là trong trường hợp này mình có thể mình sẽ tạo thêm một cái mảng mới nữa đi. Ví dụ như là chúng ta sẽ again nhé. Nào, chúng ta sẽ đưa ra 10 ví dụ nhé. 10 này. 15. 20 50 kiểu như đấy đi. Sau đó thì mình sẽ thêm một cái đó là angle key đúng không? Sẽ bằng array ren và chúng ta sẽ angle array như này đi. 1 4 nhé. Thì chúng ta cũng có thể thêm vào trường hợp ở đây đó là đây angle và chúng ta sẽ là angle key 1. Mình cũng sẽ lại nhân bản là 1 2 4 thôi.
2, 3, 4 như này đúng không? Rồi, bây giờ mình thử chạy lại nhé. Đó. Đấy, các bạn sẽ thấy nó ra được cái phần như mình mong muốn rồi. Rồi, đó là liên quan đến cái này mình có thể mình để nó 60 đi. Đó. Kiểu kiểu như vậy. Rồi, đấy là liên bây giờ chúng ta sẽ xem thêm là còn cái gì nữa nhỉ? Đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến một chút gọi là phông chữ thôi, phông chữ cũng cho khác nhau luôn đi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thêm một cái nhá. Phông. Cái này là sai đi, sai nhé, sai đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ là size array sẽ bằng những cái nào? Rồi, ví dụ ở đây chúng ta có thể đưa vào đó là không phải là 30 nữa, ví dụ là 30 này, 35 này, 25 này, 40 kiểu là như thế. Và chúng ta cũng sẽ tạo ra đó là size key bằng array ren và chúng ta sẽ đưa size array vào. Đó, ví dụ trường hợp này là một này, và nhân này, hai này, 3 này, 4 này. Đó. Và ở đây chúng ta lại đưa vào ở đây nó là size array nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ để nó là size key 1 đúng không? Rồi xong mình lại copy ra. 2 3 này, 4 này. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy là nó bị xiên xẹo các thứ rồi. Ok, đấy thì mình xem là mình tạm thời chúng ta sẽ làm một cái nó đơn giản như vậy. Còn để phức tạp hơn thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Thế là mình sẽ làm như nào. Rồi. Thế còn bây giờ làm như nào để chúng ta có thể lưu lại được cái captcha mà khi nó loát nhé, có nghĩa là khi nó loát này thì chắc chắn nó phải lưu lại cái số là DE224 này như này đúng không? Đơn giản mình tạo ra một session là được. Đó. Thì ở đây thì khi mà nó loát ra cái thì mình lưu lưu nó lại, đây mình lưu ở đây. Chúng ta lại session đúng không? Ví dụ chúng ta là captcha sẽ bằng captcha. Và mình được cái này thì đơn giản để sau này khi người dùng ở submit thì mình cứ dùng đó để mình check thôi. Ok, vậy thôi thì cảm ơn các bạn nhé.